Ok, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo. Đó là streamer Long Ca. Anh trước nay tôi vẫn xem anh stream. Đó là anh chuyên vị trí Hunter. Và nay anh đã trở về với đúng vị trí của nó, đó là Hunter. Bên kia đó là anh Tiệp, Natsu, Sấm và Black Kun. Anh Tiệp đã nhà hàng cho mình, đó là Priest. Natsu nhà hàng cho là Female Dancer, Sấm nhà hàng cho là Gander. Black Kun đó là Forward. Phương Natsu đang khoe mình cho là đó là skin Forward, lính cứu hỏa. Anh Sấm đang nhà hàng cho nó Forward, vâng 3 Forward, 4 Forward rồi. Gì đây, team gì đây, vâng khóa lại, đó là 3 Forward đã khóa lại rồi. Có phải là 4 Forward hay không? Vâng, tôi đang rất vô cùng bồi rối. Anh Tiệp nhà hàng một chiến đoạn PS. Natsu vẫn đang nhà hàng cho đoạn Forward, vâng đó là Malikson. Lạch Kun phải nhà hàng cho đoạn Thief, và anh Sấm nhà hàng cho Doctor, vâng khóa lại rồi. Một Thief, một Doctor, một Forward và một Magician. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem trận đấu này. Khi mà Forward với khả năng cứu đồng đội của mình, có lẽ team này thì chỉ còn Forward và vâng may mắn thì Doctor thôi. Thief thì khá là đa dụng với khả năng gọi là mở hòm của mình, lại khá là phù hợp với một Magician. Sau khi sử dụng hai gậy thì có thể sử mở hòm một cách rất là nhanh chóng để cứu giúp những người đồng đội của mình. Chúng ta sẽ cùng đếm trận đấu này. Vẫn là map Halloween và vẫn là con bạch tuộc. Vâng, đã phát hiện cái Sấm rồi. Đó là một phần tấn công không chính xác. Vâng, và pha này thì không thể nào mà chạy được nữa rồi. Đó là pha tấn công chính xác. Hack down thành công rồi, đó là một pha núp đến từ anh Sấm. Quyết định là không leo cửa sổ mà núp vào bên trong. Và đó là quyết định vô cùng chính xác. Long Ca đã không thể nhận ra, vâng đó là một pha chạy ngược lại. Tiếp tục thể hiện cho mình, đó là phong độ vô cùng hứng khởi. Đó là một pha gạt ván sớm để cản bước tiến. Vẫn là một pha gạt ván sớm tiếp theo. Vẫn đang đuổi nhau, vâng đó là một pha lộ ra vị trí rồi, đó là một pha xúc tu trượt rồi. Khu vực bia mộ này, ván đã sử dụng kha khá rồi. Tiếp tục đó là một cái ván nữa, đó là một pha timing trượt từ player Long Ca. Không chính xác là player Sấm đã chủ động gạt ván sớm. Đó là một pha xúc tu trượt lần nữa, vâng, tiếp tục là những pha xúc tu trượt. Khi mà cái xúc tu đó không đủ độ dài, gần như tất cả ván của khu vực bia mộ đã được sử dụng hết rồi. Anh Sấm tiếp tục chạy ra khu vực khác, vâng, nơi đó là gặp. Vâng, đó là một pha thành công của anh Sấm từ player Long Ca. Đã đoán được rằng player Sấm sẽ chủ động, đó là lật ván chứ không chạy tiếp. Và đó là một pha hack cao. Và đó là quyết định chính xác đến từ player Long Ca. Kinh nghiệm của anh đã được thể hiện ngay trong trận đấu này. Nhưng trong lúc mà tôi đang nói điều đó thì hai máy đã bị đi cốt rồi. Vâng, đó sẽ là xuất hiện player Natsu với cứu đồng đội của mình. Anh đã stun được Hunter, tuy nhiên thì không có đủ góc để cứu đồng đội. Và đó là một hit đến từ chiếc xúc tu. Một bạch tuộc level 1 thì không thể nào được bị coi thường. Đó là một bạch tuộc level 1 thưa quý vị và các bạn. Vâng, đó là sức mạnh của bạch tuộc. Bạch tuộc khi có cho mình level 1 thì khả năng cứu là vô cùng khó khăn. Tôi không nói là không được, nhưng không hề dễ một chút nào cả. Anh Sấm đã quá nửa ghế rồi, Forward đã ngồi xuống. Chỉ còn hai máy mà thôi. Vâng, chính xác phải là vẫn còn hai máy nữa. Vâng, Forward đã được cứu trước rồi. Đó là một pha đá xúc tu, vâng, đập tập trúng player thì Sấm rồi. Vừa mới được cứu lên. Có lẽ là đây là may rồi, thưa quý vị và các bạn. Vô cùng đáng tiếc. Survivor đã một thiệt hại rồi. Forward với một nửa máu và Thief với một nửa máu. Magician vẫn đầy đủ máu cho mình. Và tôi cũng đồ rằng là anh vẫn chưa sử dụng cây gậy nào, vì thực ra là vẫn chưa gặp Hunter. Với khả năng decode của Magician tăng cho mình đó là 10% decode. Đó là một pha teleport rồi. Teleport về vị trí nhà hoàng. Gặp rồi, nhưng không gặp nữa. Bởi vì tiếng tim đập rất to.
Bản thân Long Ca cũng đã ngửi thấy mùi rồi. Tôi đồ rằng Long Ca lấy cho mình đó là skin nghe tiếng, chắn là như vậy. Vâng, đó là một pha không được rồi. Đã tìm thấy vị trí của player Mansion rồi. Đó là một pha đặt xúc tu. Tôi không chắc nữa, chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu có phải là một pha đặt xúc tu hay hay không. Vâng, không thể ngờ được. Tôi đã tưởng rằng pha đặt xúc tu đó là pha đặt xúc tu lỗi, nhưng không. Đó là một pha đặt xúc tu dụ player Hamadison vòng qua để ăn một hit từ xúc tu. Vô cùng kinh nghiệm đến từ player Long Ca. Đó là một pha không đủ thời gian rồi. Thì player... Vâng, đó là một pha xúc tu nữa. Vô cùng khó khăn đến từ player tiếp. Nhưng không kịp nữa rồi. Tôi xin nhắc lại là khu vực bia mộ này không còn nhiều tấm ván nữa và gần như đã bị sử dụng hết rồi. Chỉ còn một máy mà thôi, chúng ta vẫn phải chờ đợi vào khả năng của player Datsu với cho mình đó là forward. Hay đó là thi với một pha vòng từ chỗ khác, tôi không biết nữa, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Vâng, đó là player thi. Đó là Black Coon, cứu đội của mình. Vậy thì forward đang đi cốt chẳng, nhưng với khả năng với giảm 30% thời gian đi cốt thì liệu nó có đủ không? Đó là một quả bóng, thưa quý vị và các bạn, đó là một quả bóng đến từ Thief. Anh đã thoát khỏi tầm đánh của Hunter. Không, chính xác tôi nói nhầm, đó tôi không biết là dùng cái gì nữa, có thể là quả bóng, có thể là cái gì đấy tôi không biết rõ, tự dưng tăng tốc lên. Vâng, đó là một pha dùng xúc tu rất đáng tiếc. Vâng, và đó là chiếc rào cửa sổ đến từ vị trí của player Mister. Chỉ còn một máy mà thôi. Player thích ngồi cho mình đó là lần đầu tiên. Với một Fister level 2 thì không thể nào đánh giá thấp khả năng kèm. Và anh cầm cho mình đó là Teleport. Ai sẽ là người đi cứu Steve đây? Anh chiến thuật ra bỏ đồng đội của mình. Chưa thể biết được, tôi không chắc đâu. Ồ, vâng, quạ bay đầy đầu rồi. Đó là đến từ vị trí của player Magician. Đây có phải là một pha dụ hay không? Tôi không thể bỏ qua trường hợp đó là một pha dụ. Quả vẫn chưa dừng bay. Vâng, chính xác đó là rơi vẫn chưa dừng bay. Rơi vẫn bay trên đầu anh. Anh có trốn đi đâu? Vâng, phát hiện được chính đó là một pha C luôn. Chớp. Không kịp nữa rồi, đó là một pha Tero Shock. Người còn khỏe mạnh bây giờ duy nhất đó là Forward. Tôi không biết nữa tại sao Forward nãy không đi cứu người đồng đội của mình. Có lẽ là một pha... Vâng, đó là phát hiện ra vị trí của Forward rồi. Chính xác, đó không phải là phát hiện vị trí mà đó là phát hiện chiếc máy đang rung. Hunter, tôi có thể nói rằng là Hunter thực chất là Hunter có thể nhìn được máy nào đang rung. Vâng, lag quá. Vâng, lag vô cùng. Tôi thấy forward chạy đi chạy lại 3-4 lần. Vâng, đó là một pha lag. Và trận đấu đã kết thúc với
4 mạng. Kinh nghiệm của player Long Ca đã được thể hiện. Với một chú hổ 5 đầy kinh nghiệm. Vâng, đó là một fast struggle thôi. Liệu có chạy được ra đến hầm hay không? Tôi chắc hẳn rằng là ai cũng nhìn thấy cái hầm rồi. Những người đồng đội của anh đã chỉ cho anh chưa? Chạy thẳng ra hầm đi bạn ơi. Quên sự hầm rồi, trước mặt bạn kìa. Vâng, tôi chắc hẳn là những người đồng đội của anh đã chỉ cho anh rồi. Và đó là thoát được. 3 mạng nằm xuống. Nhưng đó không thay đổi, đó vẫn là một chiến thắng dành cho Hunter. Kinh nghiệm của player Long Ca được thể hiện trong trận đấu này.